Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây Crotalum. Nó cũng là dòng kiểu dạng giống Crotalum. Vì cây này nó là cây lai giữa cái cây hai cây. Nó không phải là cái cây nguyên thủy. Cái này thì nó có nhiều và có cũng khá lâu rồi, chứ nó không có mới như là cái cây xanh hôm nọ. Cái cây xanh hôm nọ là một cái cây mà nó cũng có thể nói là cái cây nó được phải nói là nó mới hơn một tí. Bởi vì là cái dòng cắt tum đấy, để mà nói là cái cây dòng cắt tum này thì cái cây Crotalum Black Set hôm nọ ấy là cái cây đó là một cái cây mới. Còn cái cây này thì nó là cây cũ rồi. Nó cũng là cây xanh, nhưng về cơ bản là không phải ai cũng biết và nhớ và tìm hiểu và biết được cái tên chính xác của nó là cái cây Crotalum nào. Cây hôm nọ là cái cây Crotalum Black Set ấy, là cái cây xanh lưỡi xanh. Nó gần như là xanh tuyền ấy, hiểu nôm na vậy. Bởi vì ở Việt Nam mình cũng không biết là gọi tên như thế nào, thì đa phần vẫn là gọi tên khoa học thôi. Thì nó là cái cây lai mà. Cây hôm nọ cũng là cây lai và cây này cũng là cây lai, hai cây là cùng là cây dòng giống nhau. Cây hôm nọ là lai giữa hai cây và cái cây này thì cũng là hai giữa hai cây thôi. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái cây này. Nó cũng khá giống nhau, nhưng cái cây xanh kia thì lưỡi nó xanh hơn. Cây kia là nó do hai cây là cây Epsom và cây Rutliana lái nhau. Crotalum Rutliana và cái cây Crotalum Epsom là lái nhau. Còn cái cây này là cái cây một cái cây khác. Cây này thì gọi tên nó chính là cái cây Crotalum xanh lưỡi trắng mà chúng ta hay gọi tên bình thường, mọi khi hay gọi vậy. Với Việt Nam cũng vẫn gọi thế thôi, bởi vì gọi theo màu hoa mà cũng chả ai gọi tên gì. Thì cái cây này thì là nó có tên là Crotalum Raymond Lerner. Cái này thì em cũng có ghi chi tiết, bởi vì em đọc tiếng Anh có thể là nó sẽ bị sai rất là nhiều, thì mong quý anh vị chị thông cảm. Thì cái này nó cũng là một cái cây Crotalum Rutliana lai với Crotalum Pelitum. Thì cái này em cũng sẽ viết ở trong cái bài chi tiết, kể cả hình ảnh và những cái liên quan đến gọi là liên quan đến tên khoa học, rồi thì cách trồng cách chăm, tất cả là em đều viết chi tiết hết từ trên đấy rồi. Anh chị nào quan tâm thì có thể tham khảo trên đó. Thì hôm nay em giới thiệu về cái cây Raymond Lerner này, thì nó cùng dòng với cái cây hôm nọ, thì nó cũng là kiểu lai hai cây mà đấy. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị cái cây này, thì thân lá của nó, về nói về thân lá của nó thì đa phần là cây này thì hoa này mọi người biết khá nhiều rồi, nhưng mà một số anh chị vẫn chưa biết và mua thì cũng nên là tìm hiểu. Và để biết rằng một cái giống lan mà mình mua đó, chúng ta chơi là nó có tên như thế nào, Việt Nam gọi như nào, thế giới người ta gọi làm sao đấy. Thì em nói đơn giản một chút, thì cây này là củ của nó thì khá là tròn. Em sẽ nói chi tiết đơn giản là kiểu như vậy. Thì là từ củ đến thân lá, rễ, cái bọn này thì luôn luôn có cái bộ rễ rất hay mọc ngược cái dòng Crotalum này, Crotalum này, đại loại là cái dòng này. Nó là cái dòng mà nó rễ đâm ngược rất là nhiều. Cái này về cái bộ thân lá của nó là nó xanh, sọc trắng, xanh trắng, sọc trắng sọc xanh như này. Xanh trắng sọc rất là nhiều, nhìn rất là dễ thôi, không khó lắm. Những cái chấm này của nó là khả năng là do bị rỉ sắt hay bị đốm gì nhá. Chứ còn thì để mà tránh được cái đó thì là rất khó. Thì đây mọi người có thể nhìn cái ở dưới này là xanh hết này, trắng xanh và cái sọc xanh gần rất là rõ. Cây Crotalum nào hay thiên nga nào nhìn cũng vậy thôi. Về cái thân lá của nó thì nó cũng như những cái dòng khác, như cái dòng này củ khá tròn. Em lưu ý với mọi người là cây này là củ tròn hơn cái cây hôm nọ nhé. Củ tròn hơn, củ nó phình to hơn, củ nó phình hơn và cái chiều cao nó thấp. Chiều cao nó chỉ tầm 12cm thôi, 12, 13 sen, 14 sen thì đấy cùng rồi. Nhưng mà củ nó tròn, nó phình to hơn. Cái này em nuôi là chưa đạt lắm, bởi vì em nuôi là cũng đại trà nhiều nè. Cũng chăm nó kiểu dạng phổ thông ấy, chăm như nhau. Thì còn về cái lá, đấy là cái củ. Còn cái lá thì cái lá của cái cây này ấy, thì nó dài, khá là dài và to giống cái kia.
với những cái đặc điểm mà nhận dạng qua hình lá thì cái này là một điều rất khó. Và nó cũng có những cái gân, cây nào cũng có gân như này cả, gân ở dưới, mặt trên nó thì không có gì, không có gì nổi trội, nhưng nó dạng lá tròn, lá rất tròn. Đấy, những cái lá này là lá rất tròn, nhưng cái lá trên này là lá dài. Đấy, nhưng nó là dạng lá to. Và đuôi lá của nó, của cái cây này thì nó có hơi có một cái là hơi dễ nhìn tí, đó chính là cái đuôi lá này nó hơi xoắn vỏ đỗ. Lá nào cũng thế, vặn vỏ đỗ này. Đấy, mọi người thấy không? Vặn vỏ đỗ. Lá nào cũng có, lá nào cũng vặn vỏ đỗ, hơi vặn một tí có. Đấy. Đây, bên cạnh thế. Hơi vặn nghiêng vỏ đỗ. Đấy, thì cái đuôi lá. Thì còn cái mặt lá của nó vẫn như cái khác, nó vẫn gân và vẫn rất là nhiều sóng. Lá của nó to thì khoảng tầm 8 đến 12 cm, rất là to. Và dài khoảng từ những cái lá dưới này là dài khoảng 30 đến 35. Còn cái lá trên này nó dài khoảng 45 đến 5-60. Đấy là phụ thuộc vào, mình cũng là phụ thuộc vào nuôi, như kiểu là những cái dòng phi điệp hay là cắt tùm hay là những cái dòng dáng hương khác. Thì cây này thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái xác suất mà để mà lá từ 50 cm nuôi bình thường mà nuôi nhiều nắng mà xuống còn 30 cm là không có, rất là ít, nó chỉ xuống 40, nó xuống ít lắm, biên độ dao động nó ít hơn. Thân nó thân xanh và nó không có chấm, những cái chấm kia ở trên thân là cái dạng rỉ sắt các anh chị nhé. Đấy, dạng rỉ sắt, nó gần nhìn khá dễ. Anh chị nhớ cái form lá này của nó, củ nó ngắn thôi. Đấy, thì bây giờ em nói đến phần ra hoa của nó, thì cái hoa của nó thì vẫn là ra dạng gốc. Anh chị thấy không ạ? Sát gốc. Bộ rễ của nó hay đâm ngược lên, cũng có đâm ngược nhưng mà ít. Trồng khoảng năm thứ ba, năm thứ hai, năm năm thứ ba là rễ sẽ đâm ngược nhiều hơn. Dòng rễ này rất là lạ, thỉnh thoảng nó đâm ngược rất là nhiều. Hoa vẫn là sát gốc anh chị nhá. Tầm này trở lên là không được phải. Từ đây trở lên là không được phải. Hoa bọn này luôn luôn sát gốc. Nó ra hoa đây. Cần hoa khá to. Cần hoa nó phải được 0,3 cm, có nghĩa là tầm 3 đến 5 mm. Cần hoa nó dài khoảng tối đa như em biết ấy, thì cái cây này với cái cây này một củ ấy thì là nó cũng bình thường ấy. Nhưng có những cây mà em đã từng thấy là cái nó phải dài tầm độ 60 cm, như cây này là nó phải dài 50 rồi. Đấy, thì những cái cây mà 60 cm thì là to hơn. Và một số trên internet ấy thì cũng có một số hình ảnh là người ta đưa những cái bông này là nó dài tầm 8-90. Thì em cũng không biết là đấy có thể là do nuôi. Có nghĩa là phụ thuộc như thế thì bông lượng bông sẽ dày hơn. Còn đây thì được tầm độ mười mấy, chưa 20 bông, 15 16 bông thôi. Thì em sẽ nói về cái bông hoa của nó, về cái độ to của cái bông của nó. Cái bông này của nó rất là to. Bông này của nó, cái đường kính của nó chắc là khoảng tầm độ 5 cm. Đường kính bông khoảng 5 cm, nếu mà chiều này thì nó phải tầm độ chắc tầm 6. Nhưng chiều ngang này của nó phải tầm 5. Đại loại là khoảng 5-6 cm, 4 đến 6 cm hoặc có thể 7. Bởi vì nó cũng là do nuôi. Khi mà anh chị nuôi tốt thì nó sẽ rất là đẹp. Đây, nếu mà nhìn cần hoa với củ đấy, cần hoa rất to. Đấy. Cất rất to và chùm hoa rất lớn. Anh chị nhìn cái củ nó bé tí đấy. Đấy. Dù nó rụng lá hay không rụng lá thì nó vẫn ra hoa như này anh chị nhé. Ra hoa như nhau, tỷ lệ ra hoa là như nhau. Đấy, thì cái dòng cát tu này nó như này. Đấy, cần hoa rất là điệu, bông hoa to và nó có hương thơm, nhưng thơm thì nó hơi gắt, nhưng mà mùi nó không mạnh, mùi nó nhẹ nhưng mà khi mà mình gần ấy thì nó hơi gắt. Cái này thì em phải quay chi tiết một chút vào cái môi của nó, gọi là cái lưỡi, chúng ta hay gọi là cái lưỡi. Thì cây này là cái cây xanh tuyền, họng trắng và môi ngoài là hơi 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 có râu lông này. Họng trắng rất đẹp, màu xanh của nó thì em nghĩ là trong tất cả các loại hoa lan thì cái dòng catastum này, colostum này, catastum này nó cũng sẽ là những cái dòng nó có cái bông hoa xanh nhất và rất là đẹp, màu rất đẹp. Đấy, chùm hoa rất to. Thì đây cũng là một cái cây mà em muốn giới thiệu với mọi người, để tương lai mà mọi người anh chị có gặp ở đâu ấy thì anh chị sưu tầm, thì em cũng nói rất là nhiều những cái bài về cây này hoặc là những cái cây khác rất là chi tiết trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy.
Bài nào em nói chi tiết để mọi người về sau, bây giờ chúng ta có thể chưa chơi nhưng về sau có thời gian sưu tầm những cái dòng Catastum, Glostum, những cái dòng Thiên Nga, những cái dòng mà chúng ta gọi là hóa rất là đẹp, bông to này, không tội gì không chơi, chơi rất đẹp. Cái mấu chốt là anh chị phải tìm hiểu về cái thân lá của nó và cái cách trồng của thằng này rất là dễ. Những cái củ chọc của nó bên cạnh nó có củ chọc thì mình cũng trồng bình thường, nó lên mầm bình thường. Đấy, nó như trồng nó cũng dễ như là lan kiếm hoặc là những cái dòng địa lan, dòng củ. Nhìn chung dòng củ nó là một dòng dạng thân củ, cái lá này thì có thể là rụng hết lá thì nó vẫn ra hoa nhé. Nhưng cái cây đặc điểm của cái cây xanh ấy thì thường ấy là đến 99% là khi đang hoa là vẫn có lá. Đấy, không có nỗi rụng hết đâu. Thì có một số cái dòng nào mà nó hay rụng hết thì em sẽ nói chi tiết về cái dòng đó. Thì mọi người có thể tham khảo thêm trên kênh YouTube của Thiên Đường Ngàn Hoa hoặc là chỗ website, mọi người có thể tìm hiểu trên đó. Thì cùng sưu tầm những cái dòng lan đẹp để chúng ta có một vườn lan quanh năm nở hoa và luôn được ngắm những bông hoa đẹp, tạo ra một cái môi trường xanh và được thưởng thức những bông hoa rất là đẹp. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau và những cái cây hoa lan khác. Cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào. Em chào tất cả mọi người.